Ngày 6 tháng 3 năm 2021, thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế điều khiển xe sang Mercedes S500 dừng xe trên cầu Rồng quận Hải Châu về hành vi dừng xe tại vị trí trên cầu. Trước đó, tối ngày 5 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn phim đôi nam nữ đi trên xe sang Mercedes S500 dừng xe giữa cầu Rồng để vô tư chụp ảnh. Trong phim dài hơn một phút, nam tài xế tự ý dừng xe trên cầu rồng, tại làn đường dành cho xe ô tô. Sau đó anh này vô tư ngồi lên đuôi xe để bạn gái chụp ảnh sống ảo. Đoạn phim sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận tiêu cực từ dân mạng. Trong bản tường trình, tài xế thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô Mercedes S500. Theo tài xế, vào lúc 21h30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2021, vì ngưỡng mộ cảnh đẹp tại cầu rồng nên anh đã dừng xe lại ngắm cảnh trên cầu. Anh này nhận lỗi và xin rút kinh nghiệm. Trước đó, tối ngày 4 tháng 3 năm 2021, dân mạng đã thả bão tim cho đoạn phim về người chồng trẻ trước sự lãng mạn tặng hoa, tặng quà và thổ lộ tình yêu với vợ mình qua hiệu ứng mới lạ nhắn nhủ yêu thương trên vòng quay mặt trời tại công viên châu Á Asia Park, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người chồng đã đậu đỗ xe giữa cầu Trần Thị Lý, quận Hải Châu để thổ lộ tình yêu với vợ. Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế điều khiển xe 4 chỗ với hành vi dừng xe tại vị trí trên cầu. Theo nghị định 150/2019, hành vi này có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.